Con Dương ừ, vậy thì thầy phải khóa cái màn hình đó thầy nha. Mọi người sẽ không chiêm ngưỡng được nhan sắc rồi. Ta lè lần cuối dễ có mà hiểu gì. Thầy con đang khát mệt. Con mệt rồi con còn đi dây chiến lương tung nữa. Dây chiến lương tung. Tại mắt bốn. Ngốn chứ. Ba lưu chuyên nè. Rồi. Rồi, bo đang rè, cái gì hết chế được mặt tôi rồi. Thấy mặt bo đi rồi. Đây, quý vị sẽ được nhìn thấy bo. Bo thì bo. Ê, sao bạn mở mắt xin bông này được đi? Hả? Mắt xin bông này đó hả? Mắt xin bông này đó. Rồi, cho nóng cái cửa đó lên luôn đi. Cái cửa nó lạnh, cho nó lạnh. Đúng đó, nó kẹt rồi đó. Mình sẽ có tất cả là 329 cầu. 329 cầu. Đảm bảo quý vị khi mà quý vị học xong 329 cầu này à, quý vị rất là tiện. Rất là tiện luôn. Nói nghe không? Lo cho mọi người chứ. Rồi con sao? Ai lo cho con? Con để đây con máng đây. Con kìa. Con viết thì con ghép lại. Đó. Thì với 329 câu này là quý vị có thể xịn sò được, đảm bảo. Nhưng hết đó. Quý vị phải thuộc bài. Ờ, đối với cái môn này là cho thầy đối tượng nào không có cái gì ngoài ra khác là cái gì học bằng hay chết á phần có gì vậy à có cái gì ngoài ra một 300 thằng cuối đầu không ờ một 300 thằng cuối đầu vừa quá đảm bảo vậy là có giống như môn như hai cái môn này đó tức là môn luận lý học và môn đạo đức học là có giống như môn này đó cuộc như này là thi môn được rồi đó cuộc như này là quý vị đã nắm được cái lớp đại diện đề nhất cấp của Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải chỉ nằm rồi thì với bài trợ hành chiến cầu rất là mình đã nắm được à, về nhưng mà hai con môn thôi nghe là luận lý học và đạo đức học nha chứ không phải là hết đâu tâm lý học thì chưa tâm lý học thì quý vị phải chờ đi chờ qua cuối này rồi xong chưa đã chuẩn bị tinh thần hết chưa nghe sợ hãi luôn á. Mình học sức đó. Ông làm sao mà cho nó đừng có bị ám ảnh chiếc mẹ cây cầu trước đó. Trời ơi, tại bắt tôi nói hết những cái chữ này y như chữ bà mi luôn vậy đó, nghe tính vậy nhìn nè, y như chữ bà mi luôn vậy đó. Đổ chị chê nè. Cái này là phần thưởng niên khóa 6869 đệ nhị C. Để ngủ vô. Vô chi ngự để ngủ không hả trời ơi. Đó. Cái này cái chữ em là chữ mi vậy. Không tìm chữ của mình. Có chữ kiếp trước của bà đó, không mấy mà năm năm sau. Đẹp hơn, đẹp hơn sẽ được tặng đó, sẽ được mà tặng nếu mà bán được tôi. Chắc con bán hay cây trong dịch á. Cái từ cây trong dịch nó lụt lại. Rắn đâu mấy trăm ngàn. Rồi không chưa? Rồi chưa đâu hay rồi. Mình lấy bản rồi vui quá. Em lấy cây vui tới một khoảng một. Coi trận diện bà tóc nó không đi. Chưa mở. Chưa mở. Câu hỏi đại cương về luận tính học. Câu số 1. Câu số 1. Luận tính học là gì? Có nghĩa thì tâm tư. Là gì ở đây người ta trả lời cho mình cái này rất là đơn giản chỉ việc buộc thôi. Nếu nào hiểu thì giải thích được rồi.
danh từ luận lý. Thì cũng mùa tí rồi đúng không? Một mùa. Danh từ luận lý. Đôi khi việc suy tư. Đôi khi người ta ghi vậy đó nghe, nhưng mà tôi ghi vô. Đôi khi chỉ việc suy tư. Trong mặt của tôi á. Ăn nói hay là hoạt động hợp lý hay không? Ăn nói hay là hoạt động? Hợp lý hay không? Tuy nhiên, theo nghĩa chuyên môn có thể định nghĩa nhiều kiểu khác nhau, phân tách thường kém như vậy. Tuy nhiên chuyên môn tôi chuyện riêng đó thì nó có bốn đạo hàng. Luận lý học là môn học về giá trị tư tưởng đúng hay sai. Luận lý học là môn học về giá trị. Tức là một cái tư tưởng thì được định giá, được đánh giá là đúng hoặc là sai. Là sai có hai giá trị, định giá mình đúng hoặc là sai, được chưa? Định giá tư tưởng là vai trò của luận lý, nhớ nha. Định giá tư tưởng, đánh giá tư tưởng là vai trò của luận lý. Cái đầu tiên tôi nhớ, ví dụ đấy. ví dụ thầy của tôi nha. Dù ví dụ thầy bệnh chi hiểu không? Bệnh chi mở ra tim có ví dụ mở cái việc đó ta ký đẹp định giá thì ký hả? Đọc lấy ở ký đẹp tự nhiên ký đẹp khi mà từ tôi đi vô thì đẹp ký đẹp thì này kiểu tư tưởng không ạ? Tư tưởng phải thẩm mỹ. Có tư tưởng giống hết. Đâu có tư tưởng thôi. Vậy tư tưởng đúng hay sao? Không biết tư tưởng khác của mồm đi. Đó, quý vị thấy cái này là sai. Sai gì trên cái gì? Sai gì trên cái gì? Cái đẹp đi sai gì trên cái gì? Trên, nó gọi là cái hệ thống tri thức luận. Bất kỳ một cái định giá nào về tư tưởng nó đều dựa trên một cái hệ thống tri thức luận của nó. Mà cái hệ thống tri thức luận này nó gọi là đúng hoặc nó gọi là sai. Vậy nếu như tôi dựa trên cái hệ thống tri thức luận này đó, là tri thức luận của triết học hiện sinh, nghe hiện sinh đúng mà một cá thể là một bông hoa của trời, mỗi người điều đẹp thì có giá trị riêng hết trơn, không có ai mà không đẹp cả, không biết mình đẹp rồi. Đang trên gì hệ thống tri thức luận hiện sinh đúng, tôi quăng qua hệ thống tri thức luận bậc học được chưa? Tí còn không có đâu mà đẹp đâu, hiểu không?
Đó, thì mở cái chữ này để mình nói chuyện là gì? Cái sự định giá tư tưởng nó lại thuộc vào hệ thống tư tưởng. Hệ thống tư tưởng này rất là quan trọng. Hồi nãy tôi nói là tôi sẽ dạy cho quý vị cái bản thể luận á, là từ tầm 48 tuổi thì hy vọng là tới 58 tuổi thì tôi còn sống thì tôi sẽ dạy cho quý vị về cái hệ thống tư tưởng. Đây là tôi mới vô hết học. Bây giờ chưa gom hết, nó quá nhiều. Không có thời gian gom. Chờ sau này con cá đó, nó trở thành điều tiếp hết. Nó còn gom tiếp. Chứa gom đầu, gom đầu. Nó gom nhỏ chứ nhiều lắm. Nó đọc Phật học trong 600 năm chưa đó. Chứ mẹ hơi bị hậu nó gom. Chờ con cắn chia ra, nên người mới vậy đó. Mà hiểu lúc đó, mà hiểu mà này của tôi nha, đi sau đó đi nha bạn người, đó là nhà đang như vậy, ai hiểu hiểu được. Và ai mà đang có ở trong cái nhóm á thì quý vị coi tin nhắn để có gì là biết được. Hiểu không? Những người của con á thì con có một thằng bánh xem đi. Ừ. Con cá rơ, con cá rơ, con không bánh xem. Cũng định nha, tí thiệt, sai. Không đẹp. Trời ơi, chú Dễ Thương thôi. Tí mập. Con nào cũng sai mà. Chỉ thương rồi. Thì đúng rồi, cho nên thì nó cái nào cũng được là cái sai thôi. Tại vì cái sai mình kết hợp cái sai thì cũng đúng. Ok chưa con nha. Tiếp. Bây giờ tôi thấy cái bộ tôi di chuyển gì tôi thấy tôi chẩn ngay. Ngồi chỗ tôi đánh tôi mệt quá. Chị ơi, không có chỉ đọc chứ. Thấy tôi mở con mắt ra là tôi ngồi tôi quấn thôi, tôi mở nó ra tôi ngồi tôi quấn, tôi muốn nhắm con mắt lại. Trời trời, tôi đơ người. B. Luận lý học là môn học về những môn quy luật. Luận lý học là môn học về những quy luật. Bỏ cái môn đi. Những quy luật. Nó có những môn quy luật phải theo. Để tư tưởng đến. Để tư tưởng đến. Ví dụ ở đây là những cái môn quy luật. Tôi bỏ đi cho nó xung quanh thôi. Nhưng mà có cái môn nó không đúng. Cái gì kêu sao như thế này? Cái đúng là nó đúng thì sao? Là bởi vì mấy cái quy luật này nè, nó lại thuộc vào cái môn. Khi nói ví dụ, đây là cái trường cái môn mà cái môn luận lý học Đông Phương, cái quy luật luận của nó tới ngũ đoạn luận. Còn trong khi đó cái cũng cái môn này, mà cái môn này theo trường phái của Tây Phương thì nó tam đoạn luận. Nó khác nhau gì đó. Hiểu không? Cho nên thường thường thì người ta ghi đó là nó đọc nó không có xuông văn, chưa được cái đọc đúng. Cho nên đó là tôi không ghi giống nó thì tôi phải giảng. Mà ghi giống nó thì không cần giảng. Quý vị có thấy người ghi giống nó là giảng không? Tôi thì viết bản rồi nha, mà đánh máy lại là việc không nữa. Em đánh được rồi, chị ăn được chứ em hay giữ không được. Anh nhìn giữ chứ hả? Chị ăn được. Chị ăn chị ăn nè. Biết cái người mình đứng như thế. Mình biết cho không phải là được.
được thuận tiện mà không kia đúng không? Thuận tiện nó cái gì vậy? Như này mà đỡ biết mang lắp theo. Đâu đâu có cần mang mang wifi theo. Cái chi á mà có bút nó tiện. Cái bút là nhưng mà bút nó bình cha. Cần xài thì không cần. Được chưa? Hiểu không? Ờ, quý vị bên nhà bên kia thế giới không hiểu ra lên nha. Chữa đi. Anh cứ tập ghi nhắc cho con nó giống như chứ đấy. Bây giờ chị nghĩ là phải ghi ra cái gì. Dễ khó lắm chứ đâu. Em vô cái gì ta, cái gì mát. Nó có hả? Ừ. Ờ, cái chỗ này tôi mở mở dính cái bài này luôn rồi cùng nói gì nè. Các bạn phải có hai giai đoạn. Cái giai đoạn 1 của quý vị á là giai đoạn tư duy hệ thống. Tức là quý vị phải chuyển á từ văn xuôi chuyển thành tư đồ. Này quý vị nên có nè. Rồi cái giai đoạn 2. Đúng rồi. Tư duy tổng hợp từ cái sơ đồ thì chỉ có chuyển về văn xuôi. Nằm có hai cái này là rồi ăn muối luôn. Quý vị nhớ hồi lúc trước tôi dạy đọc bản không? Đó là chuyển từ bản tức là sơ đồ á sang văn xuôi về văn xuôi. Đọc bản gì? Trong một cái tiết nào đó ở trong một cái môn nào đó. Cái đó giờ biết làm luôn. Bây giờ tôi giáo chứ học Phật giáo phải không? Chứ học Phật giáo là làm ra mẹ con hơn. Nhưng mà nó cũng là Đông Phương hả? Mình bảo lấy nước thì quên đi. Đây là Đông Phương. Đông Phương đúng không? Đông Phương là ngũ đoạn. Còn mình Tây Phương là tam đoạn. Né, đi Đông Phương đi chừng có chữ. Điện thoại, điện thoại. Không nhìn thấy được cái chữ Đông Phương. Chế này nó tận. Ủa nó thấy. Con không biết là cái chữ đó. Nói gì thì bên đây mình tới hai cái bảng mà. Mà người ta nè, đó bắt đầu cái ngành đọc hình nữa là cái tư duy đó là đọc hình nó tư duy đủ hết cái kiểu là cái gì? Mình nhìn thấy ta đi Tây Phương bên đây, vô đây. Nó muốn xin lỗi, nó mở để coi xin lỗi. Trời đó, phải động cái não. Thôi nha, thôi nha, thôi nha, thôi nha. Không động não. Động cho nhau dịch rồi. Tại con chỉ hỏi cái não dịch lên đó. Mọi người thông cảm. Thì cái ốc dịch nó cứ căng à. Nó gì đó là cho nên đọc hình á, hình nó phải động não nhiều lắm. Bởi vậy mà chiều bo phải bỏ cái lát này đi mua cái lát gì đó. Không, đừng mua cái này gồm 3, mua phải gồm 10. Hiệu này nhưng mà lợi xịn hơn, giống như hiệu gì đó. Một ít đó này. Mà chắc bốn mấy sẵn gì nè. Ít cỡ bốn mấy. Bằng mấy hả? Không, bằng mấy hả? Cái bằng mấy nè. Ghẻ hơn cái kia tới 42 nữa. Hình như gồm 10 là xịn nhất hiện tại. Mấy trăm? Không, gồm 3 mấy. Trời đó mấy mà phụ kiện thì cái tặng maximum là 40. Trời chưa được 50 nữa trời ơi. Ghẻ hơn đi cưới con vợ đó. Một cái lúc tốt có 40 triệu chứ nhiều. Không, ghẻ người ta làm dự án tới đúng rồi. Dự án mua nè. Dự án tới 100 học sinh nè. Không hả? Không. Ai nói vậy? Có đồ vậy? Thầy mới nói. Tôi tưởng trời trời ghê 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 thiệt. Trăm học sinh bắt tay với mình làm đi. Mọi người làm chung. Không bắt tay người làm được, hai nước vừa đời. Rồi, được chưa? Nhớ này chỗ này chuyên môn rồi đó. Rồi, cái môn cái quy luật này ha, thì đi theo các môn như vậy đó. Phải theo để tư tưởng được đúng. Này, vấn đề, có ai đặt vấn đề? Không biết chuyên môn rồi kìa. Ai đặt vấn đề? Vấn đề là cái này không có. Không nghe, đúng rồi, tại vì đâu có mở đâu mà. Rồi, nói đi chị. Mới. Nghe được chưa? Nghe rồi. Tức là người gửi cái định nghĩa thứ hai á, nó có một cái sự kết nối, nó hoàn hảo với cái định nghĩa thứ nhất. Tức là nghiên cứu mà nào học tập và dụng lý là để định được cái giá trị của tư tưởng. Đúng. Theo đúng nghe như học thầy. Ừ. Rồi cái phần thứ nhất là mới đưa nghiên cứu về những cái môn quy luật
cái bệnh lý này mà phải là cái quy luật để có tư tưởng đúng. Thì mình đã biết cái nào là đúng rồi, chỉ ở đây là mình mới tiếp tục đi tìm cái quy luật để mà mình xác định cái đúng đó. Nó có cái mối quan hệ như vậy, tức là cái quy luật ở đây phải nhắn nhận cái chỗ là để có tư tưởng đúng. Nếu mà nói về cái con mi ha, mình gặp lừa lắm. Có thể tắt cái đó không? Để tắt. Chào một chào mọi người. Như có cái bản này là mà tắt cái gì? Tắt cái gì? Tắt gì chứ đừng có dội dội tôi mở cái này luôn. Bà nói nghe. Tắt con mic. Tắt con mic rồi sao ta nghe? Nghe bên đây. À. Tại vì đường nào cũng. Vậy hả? Alo. Nghe không chị? Thì bên đây từ từ tôi mở ra. Nghe không chị? Alo. Nói nghe. Rồi ok. Hồi nãy cái cách của mình đập lụng á là mặc nhiên vô phải biết nó là đúng. Mà nếu vô không có phương pháp mà nó là cái gì thì sao biết nó đúng? Tức là vô phải cần cái này, cái quy luật này để vô xác định cái gì đó là đúng. Hiểu không? Cho nên cái chỗ này tôi phân tích nó khác một xíu và đặt vấn đề mà nó rất là vấn đề luôn. Giống như hồi nãy ở trên, cái ý ở trên hồi nãy là tôi đã bẻ gãy nó rồi đó, có gì có nhìn thấy gì đó không? Tại vì tôi không có đi trên trên, tôi có đi xuống thôi. Cái ý á, nó bị gãy từ chỗ nào? Không gì là được đánh giá tư tưởng, về lý học, về đánh giá tư tưởng. Đánh giá tư tưởng. Ví dụ luôn, cái cụm ví dụ ở đây cô gạch ngang thì hình tivi ví dụ gì ở đây là cái chữ trẻ hệ thống của cái chuyện định giá tư tưởng dựa trên hệ thống chi thức luận. À, tôi đang nói cái gì đó. Nào cái gì là đúng không? À, tôi đang nói cái gì đó. Đang nói cái ví dụ. Con ký đẹp. Để làm gì? Để thấy được tư tưởng căn bản chỉ là đúng hệ thống chi thức luận thôi các em. Tức là tôi đã bác bỏ cái ý của người ta nghe lên rồi. Quý vị cái chỗ đó là quý vị phải tự suy ra hết, hiểu không? Thế nên nếu như mà đây nè, nếu như mà nói rằng là luận lý học là môn học về giá trị tư tưởng là không đủ, mà phải ghi là gì? Luận lý học là môn về giá trị tư tưởng đúng hay sai dựa trên một hệ thống tri thức luận nào đó thì nó mới đúng. Trời ơi, có thể ghi thì nói luôn đi. Đó tới đó thiệt tình đây, rồi làm sao chèn đây đó, cho nên là mấy cái người đánh máy đó là phải rất là nhanh nhẹn đó con ha. Rồi người ta mới nói vô đó mà không ra liền vậy đó, chứ phải chờ tao quánh từng chữ, tôi đâu có quánh nên nói mà thì nó phải khác chút đó. Tôi quánh á, vừa tôi vừa dạy tôi vừa quánh á, tức là trong vai trò là một cái học sinh, cho nên là tôi phải chép bài để cho quý vị nhìn nó, quý vị chép. Còn cái trong đây là tôi không có phải là học sinh, cho nên là quý vị phải chép và mọi người sẽ khác nhau đó, nó không có giống nhau đâu. Còn tôi quánh cho nó thì quý vị nhìn ra coi cái bài tôi y hệt nhau. Trời ơi nó chết, học như vậy đâu có con đường giỏi dở được, hiểu chưa? Rồi bắt đầu tới cái này đập bùng nữa nè, bùng chỗ nào, chỗ nào, bùng chỗ nào, bùng chỗ này nè, dưới hết con để nó mâu thuẫn không, mâu thuẫn gì? Vô dùng luận lý để bẻ gãy luận lý coi. Khí không phải đẹp nữa mà sao là vì ở trên đúng không, là ở trên câu A nó nói học cái môn luận đề là để học về cái việc đánh giá một giá trị tư tưởng đúng hay sai, đúng rồi. Mà cái ý thứ hai của nó là mà một cái môn học thì những quy luật để cho một cái tư tưởng nó đúng, trong khi nó là mình đang được dùng để đánh giá nó đúng hay sai, mà nó lại còn nghiên cứu về cái quy luật để cho một cái gì đó đúng, vì cái sai nó bị thiếu trong cái trên, đúng không?
phải. Mặc dù nó rất là rối rắm nhưng tôi hiểu được nó. Cái bố cái ý của ý nè, tức là mình đâu có cần phải biết cái quy luật của cái đúng là sai không, mình biết cái quy luật của đúng thì mình có thể xây ra đúng không? Chính xác. Còn cái mà ông Dũng ổng muốn nhấn mạnh đó, nó là ở ngay chỗ quy luật á, một lần đặt giữa cái quy luật và cái duy nhất nó đi một cái sự thật á, thì ổng nhờ chủ quan định và cái đúng là cái sai. Mà cái đúng là cái sai nó còn dựa trên những cái nền âm an nó đổ nó trên cái mạng nó cơ đổ để không có một quy luật chung được. Đó. Tức là cái chuyện đó là cái gì? Một cái quy luật phải theo để tư tưởng đúng. Mà trong khi đó tư cái tư tưởng này nha, để cái tư tưởng này đúng có nghĩa là cái tư tưởng này nó đúng chưa? Nó chưa đúng. Mà hầu lại ở câu A ở trên tôi ghi cái gì này? Chi thức lượng. Vậy biết nó đúng chưa? Chưa. Cái giữa đi nó. Tại vì nãy câu A là cái giữa chứ. Mà câu B lại nói là nó đúng. Mà hộ nhau chưa? Cái giữa thầy cô mấy khác rồi đúng không? Chưa kịp nè. Nói nha. Nói đi thầy. Ừ, lại lần nữa à. Thấy thầy cũng khác nhau rồi đúng không? Hỏi đi. Ở câu A, mà nó có cái gì đó đúng hay sai, chất lượng đúng sai nó dựa trên nền tảng của hệ thống tri thức luận. Một cái gì là đúng hay sai là dựa trên nền tảng của tri thức luận mới quyết định chữ đúng hay sai. Như vậy cái tư tưởng này nó chính là nền tảng tri thức luận, được chưa? Hồi nãy luận lý nó dựa trên nó, cái bây giờ nó phải đi dựa trên luận lý. Cắt đuôi nha. Nó hết. Vậy thì cuối cùng là nào trước là nào sao? Không biết nào đúng chồng nào nào dựa ai. Không ai dựa ai hết, biết là này dựa kia, cứ dựa lên này hay dựa qua dựa lại, biết là đúng rồi. Đó là cái điểm rất là yếu của luận lý. Nó chỉ đó. Để cho tư tưởng đúng nghĩa là tư tưởng chưa đúng. Mà tư tưởng chưa đúng mà hồi nãy nó dựa trên cái tư tưởng chưa đúng, nó để mà nó ra thằng này. Thì nó quay mà nó cũng ra. Dễ hiểu mà đúng không? Đó dễ hiểu mà. Để con nói lại cho. Ừ, nói lại đi, phiên âm tiếng Việt đi. Theo như mình hiểu hay gì? Mọi người đọc cái câu D đi. Là luận lý học là môn học về những quy luật phải theo để một tư tưởng đúng. Tức là một tư tưởng đúng hay sai là nó phải dựa trên luận lý học. Nhưng mà rõ ràng đúng hay không đúng, đúng hay đúng, đúng hay sai thì nó rõ ràng nó dựa vô một cái gọi là hệ thống tri thức luận chứ không phải dựa trên nền lý luận lý học. Vậy nó sai, sao nó sai? Tại vì mình đã xác nhận với mình là cái chuyện nó đúng hay sai nó dựa trên một cái khác với luận lý học. Mà cái câu này đang nói lên một cái vấn đề là nó đang dựa trên luận lý học. Thì câu này nó sai, chị không? Hỏi thầy ơi, câu nói gì đúng không? Đúng kìa. Luận lý học nó đưa đến một cái tư tưởng đúng, nó giúp đưa đến một tư tưởng đúng, hiểu chưa? Mà cái tư tưởng đúng này nó là dựa trên nền của tri thức luận. Tri thức luận này là quyết định đến chính xác của luận lý. Thế dụ chọn chưa coi thuốc quên thằng nào cái nó quyết định không có não chứ, thằng viết cả sách quyết định. Tức là ghi cho câu nó dài thôi chứ không có hiểu mà ghi gì đâu chưa. Vậy thì cái chỗ này nó đặt một cái vấn đề kiến thức hay gì vậy? Cái đầu tiên hồi nãy mình nói cái thằng này nó quyết định thằng này. Nó quyết định thằng này, yeah. Rồi thằng này nó quyết định thằng này, mà thằng này với thằng này đó nó là một, đúng không? Kiến thức luận cũng tương tự. Chi thức luận nó quyết định luận lý, cái luận lý nó quyết định thằng này, cũng giống như cái chuyện là chi thức luận quyết định luận lý quyết định là chi thức luận. Mình đổi tên tư tưởng của chi thức luận, nó đổi tên nó cứ là một. Vậy thì thằng này quyết định nó quyết định thằng này,
cái thằng này nó mày đúng hết, cái thằng này nói là ừ mày đúng cái đó, cái thằng này đúng mày chết mất vậy đó. Vậy thì cái vấn đề nó nằm ở đâu để mình thoát ra được đó, chứ không mình bị dính vào trong luận lý, dính vào luận lý là chết, mà chết vào luận lý là cái chết rất là thiệt rồi. Để sao mình phải cần biết nó phải đúng sai, nó chết phải đúng sai chứ, phải định đúng sai một cái đường nào mà làm. Có bài trong T1 không, gì là đúng gì là sai, lấy gần nào cái gần là chưa không biết nha. Cái gì cái gì cái gì để mà mình xác định mình phải tìm ra cái gì mà nó bất biến, nó không đổi. Cái nó là cái gì, cái chân lý nó gọi là cái thực tại. Và cái việc mà người ta đi từ kỹ thuật rồi qua luận lý, rồi luận lý qua kỹ thuật, rồi luận lý rồi qua luận lý ra dập cuối cùng để làm gì, để hiểu hiện tại nó không biết làm gì. Ví dụ người ta nói tiết cạnh nè, tiết cạnh nè, thì tôi chưa có cái tiết cạnh nào hết, nó là kỹ thuật luận. Rồi tôi lập luận để tiết cạnh nè thành cái bưởi, tôi dùng luận lý cuối cùng tôi cũng không có cái cành nào nữa, cuối cùng dụng tôi dẫn đó, cái gì hiểu à, cái gì hiểu không, nó có thực tại, nó có thực tại. Thì cái vấn đề mà mình lập luận nó phải gạt dính được thực tại được, mà dính được thực tại được là nó phải dính vô hò hai cái để là thân tính và thực tư. Phải rất quan trọng, mà tay tôi là không biết hai cái này rất quan trọng, rất tính, tính là chí đập đầu vào đá đập đầu vào đá hiểu thiện thiện phát hiện vô lý thực tế là chí bổ vô thần vô thường vô đó hai cái. Ê, cái ví dụ về cái cạnh ai của ông á, ủa tức là bây giờ có thể nói theo cái kiểu khác như này nè, tức là cho dù có dùng luận lý chứng minh là cái cành a là cái bưởi hay là cái cành a không phải là trái bưởi, thì trái cành a cũng là trái cành a, trái bưởi cũng là trái bưởi, và trái cành a với trái bưởi thì giống nhau. Cái lập luận sao cái kết luận một cái nó trước kết luận cái rất là đúng ngang ngang luận cái quá. Tức là mình lập luận về mình biết về cái cành nam, mình biết về cái bưởi, mình lập luận về cái nam, mình lập luận về cái bưởi, tức là phải cái đó nó phải phục vụ cho mình, hiểu không, nó phục vụ cho mình để làm gì đó. Bữa nay mình lập luận giang ở trong em cái bưởi cái nam lập luận làm gì, mà cuối cùng mình lập luận rồi không có biết gì cho mình, cho nó lập luận gần rồi cứ lộn nhau, quýt lộn nhau, xúc đầu mẹ chán rồi không có cái cành nào không có cái bữa gì, do lập luận không, lập luận lấy không đó, xúc đầu mẹ chán người ta hiểu không? Hiểu hả, hiểu đó là cái gì, cái cành nào cái bữa gì cũng là do ta đặt ra. Thì cái đó là cái lập luận, bởi vì cái nói đầu tiên nó là cái luận, cái lập luận luận lấy nó tự hiểu đi nha. Đi sao ta, nói như ta không biết bây giờ mình mắc cái cana rồi. Được thực tại nó gần thực tính, đúng rồi, có hậu, có hậu mới được. Cái học gì sinh động đúng không? Nghe con bò nó bị tổn người con nghe đủ hết hát có cúm không, cô cúm hoài luôn, con ở đây với nhà con không à, không tại giờ Việt Nam vẫn còn cúm con nhé, vẫn còn con không sao, mới nhận ban thì trung học cơ sở xong là qua chết không được. Thì ăn chưa đủ đó, hôm trước chưa ăn rồi. Nó trước mày có ăn nó chưa ăn, không giống như vợ chứ không, người sao tôi không nấu cho nó ăn.
tại nó ăn cái cua mà nó bệnh cho nên là không nói chạy được. Trên đau thì máu chết nhưng mà chắc không nói chết, chắc phải tiếp đi anh cứ đi xong của người còn đang suy ngẫm máu chết mẹ còn người đâu vậy thì máu chết trời thiệt mẹ cứ sắp tay rồi trời để nó thành là vui hả? Vui. Bỏ nha. Cái nhà này cũng có gái gì đó. Thực tại cái đứt là gì đó? Tối hậu. Tối hậu. Thầy đã chịu nhiều rồi. Sữa. Là mấy môn khác cái gì cũng muốn học gì luôn. Nôn. Tập từ từ thôi chứ. Dạ, học mấy môn khác phải ở nhà mới học được. Chứ học vậy ở nhà đâu học được đâu. Học gì vui mà ra được nhiều vấn đề chứ ngồi đánh lắm ngủ. Hỏi mình cũng đâu có trả lời đâu. Cái vấn đề là tại vì mình không trả lời được. Cho nên bài hỏi rất là nghe được. Con quá thấy đi đi đi. Chịu khó nhìn mà nhưng mà hết mực rồi. Luận lý học là môn học về tác phẩm trí tuệ. Trí tuệ hay lý trí để ấn định xem có giá trị đem tới chỗ khám phá ra chân lý bình luận đấy, bình luận triết học thôi hả? Thầy ơi, thầy đặt cái bảng nó xuống chứ thầy cứ chá cái đèn đó. Trời ơi. Có chim đặc biệt của tim rồi mà. Trước là đã một người học mà như học nhiều ông thầy mà bây giờ nó sẽ có thành nhiều cái biến tướng cả vậy mới có được cái sự sụp đổ chứ con
Ủa sao mình học để mình đợi cái ngày ta sụp đổ rồi sao? Nó ngược lại, khi mình có sụp đổ thì cũng sẽ có sự phát triển. Rồi mình lượng đi. Lượng rồi, mình lượng khóa học thế nào, 2, 3. Còn chút à, hỏi thế đó. Là cái chỗ đó là thay vô cái từ sa chữ sen đó. Luận lý học là một cái môn học mà tạo ra các hoạt động trí tuệ để tìm kiếm ra các hoạt động đó con đường đi đến chân lý. Mô tả lại cho nó dễ hiểu đó. Luận đi. Cái này thì nó cũng là việc ấn định á, tức là tìm kiếm trong đó cái con đường rồi ấn định nó là cái thứ mà chị đến chọn lấy. Nếu mà tìm kiếm cho nó đủ với cái từ trên nó ấn định thì như vậy cái gì nghiêm trọng gì á. Rồi ai có ai bình luận không? Cái bình luận khoa học chưa nhỉ? Có bình luận gì không? Lò hò để chẳng tính đây bình luận gì không? Không được cái bình luận nó cho lòng bắt chuột lò bắt chuột rồi hai du mà chép tay nè bình luận gì không? Cái này nó sao nè, hai của hai bạn thì rất là cụ điển nè. Ừ ha. Cũng tập cổ. Tôi nữa, từ cũng chết nữa, từ cũng cổ điểm. Trẻ có cá ra ngày để làm cổ hồi môn cho con cá. Nè, chết cho anh này tôi nghe. Thầy chết trước con, sao không cho? Ủa gì hả? Không nói rồi. Thì đừng nói luôn đi. Ta giữ chùng trường hợp. Đang làm này hỏi hoài. Đừng chú ý chú tâm này một đi. Sao? Cô coi cô bình luận nè. Bình luận đi. Cái chỗ là chân lý. Đúng rồi đó. Trời ơi, tôi cũng hứa chỗ đó đó. Là nó là cái đích. Khoan vợ mình. Cái chân lý nó là cái đích cuối cùng. Cái định nghĩa này đúng không? Ừ. Thì có biết cái chân lý đó, nó có thể phải là cái chân lý không? Đúng. Rồi cái giá trị nếu như là nó cũng chuyên môn thì đánh giá đúng sai ở phía trên thì làm sao mà mình tìm ra được cái giá trị mà chắc chắn mình lên cái chắc chắn rồi làm sao mà biết được là phải qua cái con đường thực tế các cái hoạt động trước nó mới có thể đón nhận cái giá trị và nó mới đưa đến chân lý. Tức là từng nhiệm mà mình quay trở lại mình vẽ lại đổ trên. Cái đời mà nó đang bắt đầu để nó đi qua thì nó cũng hồi tập thôi. Đúng. Đây, vấn đề là nó thuộc trong lý. Lại tiếp tục nữa. Để tiếp tục trở vô cái dòng một thử lẫn quẩn này. Dù mới biết cái gì là chân lý, dù mới dựa cho chân lý để dù lập luận được. Đúng không? Dù không biết cái gì là chân lý rồi dù dựa đâu dù lập luận, dù nói cái lập luận dù là đúng. Dù lập luận có lý thì nó phải hợp chân lý chứ. Vậy điều đó là nghĩa dù mà biết cái chân lý chứ rồi dù mới lập luận được. Dù biết dựa cho cái chân lý để dù lập luận, nó mới đúng, cái lập luận dù nó mới đúng. Nhưng hồi nó vô, trường phái. Được kìa.
quay đi. Đâu có vô được chân lý. À, đó là trường thứ nhất. Trường thứ hai là ngược lại trường thứ nhất. Không có luận lý sao tìm ra chân lý. Chết đi. Tại nó không có luận lý mà tìm ra chân lý. Hãy chọn nhà. À, khi một cái ý chọn của mình hồi nãy đó. Ý nghe của mình là cái ý mà đó, tôi cũng tâm tình tất cả những vậy. Cái tìm ra đó có phải là chân lý không? Không biết. Tại vì đâu phải biết chân lý là gì đâu. Cái tìm ra gì lạ lạ, nó ô cái cục này chân lý nè, tên đi tên nhìn. Chưa chết, chưa. Đó. Cho nên nói thì cũng giống như không nói rồi. Mặc dù hay đâu, hay đó. Hay rất là hay đó. Cái sâu sâu với bây giờ chỉ còn sáng giờ là nó hay hơn rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà nó chưa vô đâu là đấu chứ đó. Nó vô còn lướt ngoài thôi. Rồi, người này đã bỏ cuộc chơi rồi. Người này vô rất mất chân lý rồi. Rồi tự nhiên đi ha, cái gì được cái gì. Nhà sáng tạo, đây những sáng tạo là tự nhiên sáng tạo nè. Chưa gì tới mà mơ. Mơ là học từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ rồi. Tìm cận tới chân lý chứ đâu thể nào là chân lý được.
nước uống tiện cận chân lý nữa con ơi. Giống như hồi nãy thì nói vậy đó, là nó cũng phải dựa trên chân lý để nó lập luận. Chân lý đâu ra mà nó dựa? Nếu như nó đi tìm chân lý, nếu lập luận mà không dựa trên chân lý thì dựa trên cái gì? Hiểu chưa? Ủa, gì đó nó khó gì đó. Mấy cái khó đó nữa là tôi cho nhiều luận trí khó. Mày giờ giải rồi, biến hết rồi, hết bụi bói rồi. Kiếm bụi bói thôi. Thì đậu qua đậu lại chỉ có bấy nhiêu thôi, pháp chỉ có bấy nhiêu thôi, có gì ở đâu. Chỉ có điều là chỉ có thành thạo thì chỉ có liên kết lại hệ thống thì nó tụng mũng. Ok ha, mẹ cuối cho ta thì cuối thì một cái nữa đau đó. Những gì Đức Phật dạy đúng ý, đó là tri thức luận. Mình mới tìm, mình mới đến được với cái rồi cái mình dựa trên luận lý, dựa trên sự hiểu biết Phật đế, dựa trên tri thức luận đó để mà lập luận, để mà hiểu ngày càng rộng ra hệ thống tri thức luận mà tại Phật đế nó quyết định. Rồi sau đó đi thực hành, đi thực hành những cái gì mình đã hiểu biết được đó và chứng chi được tất cả những cái điều mà mình đã học nơi lý thuyết đó thì mình đạt được cái chân lý tuyệt đối. Ok rồi, ý kiến chung là con đê này nó sai lệch như trên ha. Quy luật lý trí phải theo, quy luật lý trí phải theo thì đó là chân lý, là tư tưởng. Mà nãy cái tư tưởng thì chưa có biết được do môn nguyên lý còn đang nghiên cứu. Mà nếu như á mà chưa đạt được chân lý mà ở đây để đạt được chân lý thì nó lại không vững. Nên mà đây có nhấn mạnh thì nó phù hợp với đối tượng. Và nếu mà phù hợp với đối tượng thì có nghĩa là gì? Luận lý cũng phải nhìn mặt,
học thì nó khác à, mà luận lý trong tâm lý nó khác, mà luận lý trong đạo đức thì nó khác, mà luận lý trong các cái môn khác nhau là khác nhau. Đại tôi ví dụ chỉ có một rồi, đấu phước là ngũ đôn lương, tây phước là tăng đôn lương, hiểu không? Nó để phù hợp với đối tượng. Mà khi mà nó phù hợp với đối tượng như vậy thì nó mất nhất, nó mất nhất như vậy thì làm sao nó đạt được chân lý? Khi mà nó mất nhất chân lý thì chỉ có cô nàng có nói rồi, nhưng người ta lập luận là bác bỏ sao biết chúng ta thường được chấp nhận cái này gì? Là cái gì đấy? Sẽ biết chân lý của tâm. Thấy. Chỉ có cao siêu quá mình phải chấp nhận. Con này. Chân lý của con này. Gì? Chân đế thực đế. Hả? Chân đế. Mà thực đế cũng tự chân đế nghe không? Gì đâu có mấy. Mà tục đế thì cũng từ chân đế nha. Mà chân đế này phải chân lý không? Chân lý. Tục đế này phải chân lý không? Thì nó do mình chia thôi, chứ thành ra nó là một. Sao tất cả là một, nếu có là hai, nữa thứ hai à? Nhưng mà tục đế nó cũng là chân đế. Thì chân đế thôi, chứ là tục đế. Thì chân đế chế định nó mới là tục đế. Nhưng nó cái định nó là tục đế rồi. Thì cái tục đế có không, nó cũng phải dựa trên chân đế. Vậy thì có tính một hả? Vậy thì chân đế này có tồn tại được không, nếu không có cái tục đế? Thì nó gọi là chân lý thôi, khỏi cần gọi là chân hay tục. Ờ, vậy thì chân lý nếu mà người ta chia một là một, với người ta chia hai là hai. Vậy thì đừng bắt người ta chia hai. Vì sao chân lý một? Thì khi mà người ta nói chân lý có một phải không? Rất cẩn thận không có trả lời được. Đầu tiên chân lý có một phải không? Phải không? Hay đúng hả? Chân lý có một phải không? Không. Tùy theo cách chia. Tùy theo cách chia. Nhớ. Tùy theo cách chia. Tùy theo cách chia. Đúng rồi, mình trả lời vậy đó. Cái tuổi có đi chân lý có một, chân lý có hai, thì chỉ có năm, bảy, có mười, có bộ đầm giá gì đó có. Chân lý chỉ có chia. Chân lý chỉ có bấy nhiêu thôi. Ừ, đúng. Chỉ là đúng đó. Không sợ sai. Chân lý chỉ có bấy nhiêu thôi. Thất bại. Chú đẹp phim. Được nửa trên 2 năm. Mặt tên 729 câu đó. Là 329 tuần. Một năm có 54 tuần. Vậy là hơn 5 năm rồi. Chưa tính từng mấy từng xét nghiệm. Cuốn rồi đó. Cuốn rồi hết. Còn đây, đây, đây còn 2 cuốn nữa. 15 năm. Dán nha. Dạy xong là thầy đủ để thầy dạy bản sử luận. Tại đó là lý chậm này hả? Muốn lắm. Hôm nay em muốn chị lấy chồng lắm. Hay muốn chị lấy vợ? Dạ em lấy chồng. Đừng nói. Nói xong đó. Thuộc bài chưa? Đọc lại. Đọc lại. Thuộc lý học xong là thuộc mấy đôi lý đâu thì em học. Thuộc phải lớp đó. Cái vô. Cái vô cho nó. À, vậy thì quý vị có thể dùng gì nè? Quý vị có thể đó là có thể dùng gì đó à, rồi nhớ cảm ơn quý vị
có thể dùng EC cái đó, là không có cần phân tích cái chữ một tiếng lá sen gì tôi hết á, để quý vị làm gì đối đãi trên đời, hiểu không? Quý vị gặp cao nhân nào đó thì quý vị phải móc tới cái hồng lá sen ra tiếng thôi để tìm tim đó. Nhớ nha, đừng có dùng, thấy đừng bao giờ giết mũi mà xài dao mổ câu, nó kỳ lắm. Dùng cho nó ăn thì ở cái thầu. Nói chung là cái phần mà người ta dạy cho mình đó đó, nó là rất là đủ rồi. Nó có gì tùy, nó có gì tùy. Mời bố nha. Tôi mở rồi. Rồi hai hai cho trả bài một liền cái coi cho con cây. Cây nữa. Dạ. 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 Cảm ơn. Biết này mơi ho không ta? Trong bên đường bái bà ngay nó xong rồi đang nói cho xong rồi không dễ dãi, dễ dãi quá em. Không có đâu không gì cái gì mới chuyện đó mình là chịu luôn hả? Có tiếng gì đó hai cái máy cái thằng nó không có gì không có gì không có gì không có gì không có bài liền cho hai thẻ. Được chưa? Mình chắc là phải về. Nó không còn khoảng một tính nữa. Giữa nước trong nha. Môi hộp nổi như trời. Không sao không? Nghe mới giáo dụ mới chú mà chờ đừng vui dạo chung mới làm mình lo ha. Rồi một giờ thầy biết làm người bài tăng tăng con về cẩn thận mời gãy là rủi nghe chú. Ai không tôi cũng buồn ngủ rồi đó. Bữa sau thầy ờ bữa sau ha, rồi không ai hết lấy thu hồi hay thẻ lại ha, thu hồi cả đa gì thu hồi hả? Rồi vậy thôi nghỉ, chúc quý vị ngủ ngon, sáng mai học tiếp. Cái gì từ sau đổi tên này tôi có gặp phụ huynh rồi đó, từ sau bắt đầu cái nó chưa giòn. Rồi bye 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 bye. Bà nhắn lại tôi dùm cái đổi cái nào cái này bạn tôi sửa luôn. Tôi qua cũng là cái hộp. Ngày mai là thứ sáu. Ngày mai là thứ sáu. Ngày mai có lý là 8 cộng 11 tới giờ. 8 cộng 11.